Thì xin chào tất cả các em. Mở đầu về hàm số lượng giác thì chúng ta sẽ bàn về cái định nghĩa hàm số lượng giác. Tức là hàm số lượng giác là hàm số như thế nào? Thì hiện tại á, các nhà số giáo khoa không có một cái định nghĩa rõ ràng thế nào là hàm số lượng giác, mà họ chỉ đưa ra cái định nghĩa đối với một số hàm lượng giác cơ bản, đó là hàm y bằng sin x, hàm y bằng cos x, bằng y bằng tan x và hàm y bằng cotan x. Thế thì cái clip này thầy muốn bàn về một cái định nghĩa rõ ràng thế nào là hàm số lượng giác nhé. Đấy. Và đồng thời thầy cũng giải thích cho các em cái định nghĩa có phần hơi khó hiểu của sách giáo khoa. Phần thứ nhất, định nghĩa hàm lượng giác. Định nghĩa về hàm lượng giác. Hàm số lượng giác là hàm số như thế nào? Thì ta nhớ lại cái hàm số nói chung, hàm số chẳng qua, nói một cách nôm na, y bằng fx chẳng qua y bằng một cái biểu thức nào đó chứ x. Y được gọi là hàm và x được gọi là biến. Khi mà chúng ta biết giá trị của x thì chúng ta sẽ tính được giá trị của y. Vậy thôi. Hàm số chẳng qua là y bằng một biểu thức tính toán chữ x. Hay người ta còn gọi cách khác là bằng một thông qua một cái quy tắc tính toán nào kia, đó chỉ là về mặt câu chữ nhưng nôm na là nó là một biểu thức. Thì hàm số lượng giác cũng vậy, y bằng một cái biểu thức tính toán của x. Thế nhưng mà biểu thức đó phải chứa gì? Chứa các yếu tố về lượng giác, sin, cos, tan, cotan nhé. Vậy hàm số lượng giác là gì? Là hàm số mà từ biến x xì thông qua phép tính lượng giác, ta được hàm y. Đấy, từ biến x mà muốn ra được giá trị của y chúng ta phải thông qua phép tính gì? Lượng giác. Ví dụ y bằng sin x có phải là hàm số lượng giác không? Có. Bởi vì từ biến x này thông qua phép toán lượng giác, tức tính sin x, ta ra được y. Y bằng 3 nhân với cos của x xì trừ 1 có phải là hàm số lượng giác không? Có, bởi vì từ biến x thông qua phép tính lượng giác chúng ta ra được giá trị của y. Trên hàm này có là hàm số lượng giác chứ. Đúng nào? Rồi. Hàm y bằng 1 trừ 4 sin bình phương của x có phải là hàm số lượng giác không? Có chứ. Bởi vì từ biến x gì? Chúng ta thông qua phép tính lượng giác, cụ thể là sin x, sau đó với bình phương lên thì chúng ta ra được y. Đúng không? Có. Hàm y bằng 5 chia cho 1 trừ tan x có phải là hàm số lượng giác không? Có. Là bởi vì từ biến x gì chúng ta phải tính tan x, và chúng ta lấy 5 chia cho 1 trừ tan x thì mới ra được y. Có nghĩa là từ biến x chúng ta thực hiện cái phép tính gì? Lượng giác. Hàm y bằng 3x xì trừ 4 có phải là hàm lượng giác không? Dừng màn hình lại và trả lời cho thầy nhé. Câu trả lời là có chứ. Rõ ràng là thông qua phép tính lượng giác, từ biến x thông qua phép tính lượng giác chúng ta ra được y, thì đấy là hàm lượng giác. Tiếp nữa nhá. Hàm y bằng x xì bình phương cộng với 5x xì trừ 2 có phải là hàm lượng giác không? Câu trả lời là không. Vì sao vậy? Vì từ biến x xì, nếu biết giá trị của x, ta có thể tính ra giá trị của y, nhưng không thông qua phép tính lượng giác nhé. Đấy, thì cái này không phải là hàm lượng giác.
Như vậy thì nhắc lại này, hàm lượng giác là anh hàm mà từ biến x thì thông qua phép tính lượng giác chúng ta tính được giá trị của hàm y. Nhé, từ x mà muốn ra được y thì phải thông qua phép tính lượng giác cơ thì mới được gọi là hàm lượng giác. Còn nếu không thì không phải là hàm lượng giác, đơn giản vậy thôi. Nhé, nhưng chúng ta cũng cần phải có một cái định nghĩa rõ ràng. Thế nào là hàm lượng giác? Phần việc thứ hai trong cái clip này, thầy muốn giúp em hiểu rõ hơn về cái định nghĩa của sách giáo khoa nhé. Định nghĩa hàm lượng giác của sách giáo khoa. Sách giáo khoa không đưa ra một cái định nghĩa cụ thể, không đưa ra một cái định nghĩa tổng quát thế nào là hàm lượng giác, mà họ đưa ra định nghĩa cho bốn cái hàm lượng giác cơ bản. Có rất nhiều hàm lượng giác nhưng họ đưa ra bốn cái hàm lượng giác cơ bản nhất, nền tảng nhất, cơ sở nhất. Thứ nhất đó là hàm y bằng sin x, thì phát biểu bằng lời thế này, từ biến x thì thông qua cái quy tắc tính toán tương ứng thì chúng ta ra được y, và họ có viết như thế này: y đến đoạn mũi tên sin x từ tập r đến tập r. Đấy, có khi như vậy. Và thầy có trên thực tế khi dạy các lớp offline, thầy có hỏi với các bạn rằng các bạn có hiểu cái y như thế này nghĩa là sao không, thì nhiều bạn hoặc là không hiểu gì, nhiều bạn thì bảo em có hiểu nhưng nó cứ hơi lơ mơ. Có một số bạn đã hiểu lầm rằng là r đến r có nghĩa là y nhận ra giá trị thuộc tập số thực r, tập giá trị mà y có thể nhận là r. Không phải vậy đâu nhé. Tức là viết như thế này có nghĩa là từ sin x, từ x muốn tính được sin x thì chúng ta gì, từ biến x tính sin x thì chúng ta sẽ ra được y. Thay x bằng một cái số thực nào đó, ta tính sin x, sin 30, sin 50, sin 70 gì đó, cứ thay x vào thì ta sẽ tính ra được y. Khoảng giá trị của y chỉ nằm trong phạm vi từ trừ 1 cho đến 1 thôi, chứ không phải là nhận y nhận tất cả các giá trị thuộc tập số thực r đâu. Họ viết như thế này có nghĩa là từ một số thực thông qua phép tính sin x sẽ cho ra kết quả là một số thực. Tức là giá trị mà y có thể nhận là một số thực. Tức nó là một số thực chứ không phải là một số nguyên. Nó không phải là số phức mà sau này các em học. Hoặc nó không phải là một cái gì đó khác mà nó là một con số nằm trong tập số thực. Mà giá trị của nó chỉ nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 1 thôi. Nên nhiều em tưởng rằng y có thể nhận giá trị từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Có một số em hiểu lầm như vậy. Tương tự như vậy, đối với hàm y bằng cos x thì nghĩ rằng là không cần phải bàn luận gì thêm vì nó hoàn toàn tương tự thôi. Và y bằng tan x cũng thế. Cũng từ tập là số thực r cho đến tập số thực r. Từ y đến x, từ r cho đến r. Nhá. Đấy. Người ta có nói dùng cái cụm từ là quy tắc tính toán, có nghĩa là chúng ta hiểu là từ một biến mà ra một hàm thì phải thông qua một cái biểu thức tính toán. Mỗi biểu thức tương ứng vẫn là một cái gì? Một cái quy tắc. Sin, lấy sin của x là một quy tắc. Lấy cos của x là một quy tắc. Lấy từ biến x mà ra hàm y, lấy 3 nhân với cos x rồi mới trừ đi 1 để ra được hàm y, thì đấy là một quy tắc tính toán. Quy tắc tính toán có nghĩa là như vậy nhé. Thì thầy hy vọng rằng cái phần giải thích vừa rồi đó, nó sẽ giúp cho các em hiểu rõ hơn về thứ nhất là thế nào là hàm lượng giác, và thứ hai là hiểu được cái định nghĩa cho sách giáo khoa nhé. Rồi, thì chào tất cả các em, và ở những clip tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn, khám phá nhiều hơn về hàm lượng giác.